tiếng nghe chán nhở? Tiếng nghe hơi chán đấy, tiếng nghe hơi bị thất vọng đấy, như tiếng máy cua tưng 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 lên ga gái cho anh phấn khởi rồi em. Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày mùng 6. Hôm qua mùng 5 thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn hai chiếc máy cắt cỏ hàng công suất lớn cực khủng. Đó chính là chiếc máy Huvana 545RX và chiếc máy Echo 420ES. Còn đây cũng là một chiếc máy quá khủng luôn. Đây là chiếc máy Mitsubishi TLE48. Quá khủng, các bạn nghe tên thì quá khủng rồi. TLE48 và cái này cũng của Mitsubishi sản xuất tại Nhật và dành riêng cho thị trường châu Âu các bạn ạ. Các bạn có thể thấy được hình thức của chiếc máy này quá là khủng luôn. Để về thông số kỹ thuật chính xác thì các bạn có thể lên Google và các bạn search luôn là Mitsubishi TLE48 thì lập tức luôn nó sẽ ra thông số kỹ thuật của chiếc máy này. Các bạn có thể thấy được hình thức của chiếc máy này thì cảm giác như máy mới chưa qua sử dụng, và chúng tôi sẽ quay chi tiết để các bạn có thể thấy rõ hơn. Rồi về cái thiết kế của nó, các bạn có thể thấy đó, nó khác hoàn toàn với những cái máy mà xuất cho thị trường nội địa hay là xuất cho thị trường châu Á. Cái này là xuất cho thị trường châu Âu, do đó thì các bạn có thể thấy thiết kế của nó quá to, quá to khủng. Và nhìn nó có những cái đường nét, nhìn nó khác hẳn so với cả những cái chiếc máy thông thường mà các bạn hay gặp. Các bạn có thể thấy được tem đây, TLE48 Personat. Quá khủng khiếp đi. Các bạn nhìn quả mặt này, sợ như quả đê ca chùy luôn. Quả này mà may sau hầm cầm cái này mà đi bổ củi cũng đừng hỏi luôn. Chiếc máy này thì đẹp như mới các bạn ạ. Các bạn có thể thấy phần bì răng không, mới tinh luôn. Đây tem nhá, Mitsubishi đấy, các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy cả cái cùm bắp chuối này, nhìn to nhở, to khủng khiếp luôn nhở, to khủng khiếp luôn. Đi vào tao lấy mày. Phần bô này các bạn thấy không, sáng trưng không một cận gợn gì. Đây là phần treo móc để đeo vào lưng, để đeo vào vai. Đây là phần tay lái, nhưng mất cái tay lái rồi, không sao, chúng tôi sẽ xử lý ngay để cho các bạn. Cái rất là đơn giản, cần của nó là cần KZ các bạn thấy không, cần KZ Personat Japan. Đây, biểu tượng của KZ khắc luôn này các bạn thấy không? Cực kỳ tinh xảo. Áo nhựa ở phần cần được khắc luôn lên. Rồi, đây là cái tem của nó thì các bạn có thể thấy được đây. TLE48FD sản xuất năm 2015, tháng 4 năm 2015. Máy gần như mới tinh. Ấy, các bạn thấy không? Đây nhá, bạn nào bảo hàng tàu thì tôi sẽ quay cho bạn cái dòng chữ Made in Japan. Thấy chưa? Hàng này mà tàu nữa thì chịu rồi. Đấy các bạn thấy không? Made in Japan. Nhìn rất chất. Chế Wapro. Chế này chế 2 tầng luôn các bạn, chế này chế không ốc chỉnh. Tiếng nổ siêu hay luôn. Chụp giật lớn. Chụp giật này có trợ lực các bạn nhá. Từ khi các bạn giật, tuy là máy to thật đấy, nhưng mà các bạn giật siêu nhẹ luôn, không hề nặng một chút nào cả. Các bạn có thể thấy dây giật thì mới tinh luôn. Cái máy này cảm giác là chưa sử dụng. Cực kỳ to. Các bạn kể cả nhìn về những cái phần cần của nó nhìn rất là đẹp, hoặc là nhìn những cái màn chắn zin của nó. Các bạn nhìn ở đầu bò nó sơn đen này. Rất khủng. Chiếc máy này giá rất đắt, không hề rẻ một tí nào cả. Nếu mà các bạn search trên website, giá của nó lên đến vài chục triệu luôn đấy.
Các bạn nếu mà không tin những cái lời tôi nói thì các bạn có thể lên Google và các bạn search. Tôi lưu ý là khi mà chúng tôi đã đưa ra những cái thông tin công khai lên video như thế này, thứ nhất là các bạn hiểu được là chúng tôi là những người kinh doanh nhập hàng rất là nhiều, nên là tôi nghĩ rằng cái kiến thức mà chúng tôi va chạm đối với những cái hàng hóa, các loại hàng thì rất là nhiều. Nói về kỹ thuật thì ok, đôi khi các bác dùng nhiều, các bác đúc rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc là phù hợp với cả có những chiếc máy phù hợp địa hình các bác, còn những cái chiếc máy thì không phù hợp với địa hình, cái đấy thì chúng ta không nói. Nhưng mà riêng về giá trị, rồi nguồn gốc xuất xứ máy móc, hoặc là về thông số kỹ thuật máy, hoặc về cái thiết kế máy, hoặc dành riêng thị trường nào, thì chúng tôi chắc chắn là những người chúng tôi có kinh nghiệm rồi. Một ngày, một tháng chúng tôi kinh doanh không biết hàng bao nhiêu cái máy. Chúng tôi khẳng định với các bạn luôn, chúng tôi tự tin có những cái kiến thức để cung cấp cho các bạn hoàn toàn chính xác. Còn những cái thông số về những cái máy này ấy, thì chúng tôi cũng phải sưu tập, phải qua bao nhiêu năm tháng thì chúng tôi mới đúc rút ra được. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Các bạn có thể lên Google, các bạn tìm hiểu luôn thông tin của những chiếc Tele 48 này, có luôn thông tin mà. Nên là chúng ta không, nên là nhiều bác cứ comment theo kiểu là thế này thế nọ, làm gây rất là tự ái cho những người làm video như chúng tôi. Đấy. Nên là các bạn cực kỳ lưu ý, nếu mà những các bác mà không rõ về sản phẩm này, các bác không tin những cái lời tôi nói, thì các bạn có thể tự tìm hiểu cơ mà. Các bạn lên Google các bạn tự tìm hiểu luôn. Chỉ có mất một thao tác thôi. Các bạn gõ Google Mitsubishi Tele 48 thì đầy đủ thông tin. Bây giờ mạng xã hội hoặc là mạng thế giới nó rất là nhiều, thông tin nó sẵn, nó phải mù mờ như ngày xưa đâu. Nên các bạn chỉ cần search một cái là các bạn biết ngay là những người mà người ta bán hàng, người ta nói tư vấn cho bạn có đúng hay sai, có thật hay không, những sản phẩm đấy nó có xứng đáng hay không, thông số như vậy có đúng hay không. Nó rất là sẵn mà. Rồi các bạn có thể thấy được một lần nữa, chiếc máy chúng tôi về đợt này mỗi hãng một chiếc máy cực kỳ lớn. Các bạn có thể thấy được đây là một bộ sưu tập mà chúng tôi cũng phải rất là kỳ công mới mua được, thật sự luôn. Thấy những chiếc máy này đôi khi những người làm thợ như tôi hoặc là những người kinh doanh như tôi không phải gặp thường xuyên, rất là hiếm, nên đôi khi mình cũng không muốn bán những chiếc máy như thế này. Đồng ý là kinh doanh là phải mua phải bán, nhưng mà thật sự luôn gặp những chiếc máy như này rất là hiếm, rất hiếm gặp. Và đôi khi mình làm thợ mình muốn mua như thế này để thỏa mãn cái sở thích của mình, thỏa mãn cái kiểu như tò mò của mình về một chiếc máy nó có xuất trên thị trường nước ngoài như thế nào. Các bạn lưu ý đôi khi mình làm những nghề buôn bán như này phải có cái đam mê với máy móc thì mới làm được. Mình thật sự luôn, nếu mà không có đam mê máy móc không làm được đâu, vì cái này rất là khô khan. Đây, các bạn có thể thấy được ngay phần trong hơi nó cũng có chữ Tele 48 ấy. Hàng này hàng châu Âu, nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Mitsubishi xuất thị trường châu Âu. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay, vui lòng like, subscribe kênh, bật chuông thông báo. Nếu thích kênh video để mình máy Bình Sơn thì vui lòng đăng ký nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra những cái sản phẩm rất là tốt cho quý vị các bạn để các bạn có thể biết thêm những dòng sản phẩm mới, được hiểu biết hơn, được tiếp xúc với nhiều loại máy hơn, những cái loại máy thông thường đang có trên thị trường như hiện nay rất là độc và lạ. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. À, chúng tôi sẽ nổ thử để cho các bạn có thể cảm nhận được rõ ràng cái tiếng máy này nghe nó như nào, rất là hay. Con này nghe nổ hay lắm. Tiếng nghe chán nhở? Tiếng nghe hơi chán đấy. Tiếng nghe hơi bị thất vọng đấy. Như tiếng máy cưa. Tưng 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 tưng. Lên ga gái cho anh phấn khởi rồi em. Kêu ra cái cao su điện đấy, thằng nào làm rơi đấy.
giật lại cho anh xem nào. Máy to mà giật rất nhẹ. Tăng 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 nghe có nạn nhỉ. Ok ok ok. Thôi cất đi, bọc vào giấu. Không bán. Rồi nếu các bạn thấy video này hay vui lòng like, subscribe kênh, bật chuông thông báo nhé. Đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn rất nhiều loại máy độc lạ dị hay ho và này nọ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.